Dạ, chào anh Quốc Trần. Khi mà mình trang điểm, mình muốn thay đổi cái form chân mày thành cái form khác á, thì mình phải làm như thế nào ạ? À? Muốn thay đổi form chân mày không khó cũng không dễ. Việc đầu tiên chúng ta phải thay đổi thói quen. Thông thường chúng ta hay đặt cây chì đầu tiên ở đầu chân mày, sau đó vẽ ra đến đuôi và kéo đến thân. Việc này sẽ làm cho chúng ta ngày qua ngày cứ một form làm hoài. Vậy thì thay đổi làm cách nào? Đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi cách đặt điểm cọ đầu tiên. Sẽ đặt ở đây. Sau đó từ đây chúng ta sẽ cong lên, hoặc là ở đây một đường thẳng cũng được. Cái bước này sẽ giúp cho chân mày chúng ta nâng lên cao hơn. Sau đó mình sẽ từ điểm này và đi xuống. Việc này sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cái form chân mày thành từ ngang thành cong, rất là dễ dàng. Với cách này cũng giúp cho đầu chân mày của chúng ta trông tự nhiên hơn khi chúng ta tán bột từ từ loang màu bột ra đầu chân mày. Rất dễ đúng không? Theo em được biết thì dân chúng đang đồn là anh có một cái cách tán xương chân mày mới nhất. Vậy thì anh còn ngại ngùng gì mà không chia sẻ cho toàn dân thiên hạ và cộng đồng mạng biết được điều này đấy ạ? Cảm ơn lời đồn của dân chúng và câu hỏi của Sida. Đây là cách đánh mắt từ xưa đến giờ làm gầm màu mắt chính và vần xương chân mày sáng ở đây. Vậy thì bây giờ Quốc sẽ giới thiệu cái cách đánh mới, vẫn giữ nguyên cái độ sâu cho đôi mắt mà vẫn giữ nguyên cái độ xương chân mày sáng lên. Sau khi chúng ta đánh mắt xong, sẽ dùng cái màu mắt chính đó tán nhẹ lên vùng đuôi của chân mày luôn. Gần chạm ở đây nghĩa là nó mờ lên từ từ chứ không phải là rõ ràng ở đây nha các bạn. Sau khi tán xong màu mắt, chúng ta sẽ chừa lại một tí cái vùng sáng của xương chân mày ở đây. Và cái vùng sáng của xương chân mày này sẽ nằm trong cái vùng con mắt ha. Sau đó dùng một ít phấn màu sáng tán vào đây. Các bạn thấy đôi mắt chúng ta vẫn có độ sáng của xương chân mày và mắt nhìn sâu hơn. Dạ, như anh thấy là em đang đánh cái màu mắt như vậy nè, anh thấy không? Đó, thì có cách nào để màu mắt mình nó thực đẹp hơn và trong sáng hơn không ạ? Cách đánh mắt của em rất đẹp, anh có lời khen ngợi. Sau khi chúng ta hoàn thành xong cái vùng mắt đánh mắt như thế này, sử dụng ít phấn bắt sáng, phủ nhẹ ngang xéo qua đường đuôi mắt. Bước này sẽ giúp con mắt chúng ta trong sáng hơn, mắt nhìn tươi hơn và màu mắt cũng rõ hơn. Mũi em không cao, thật sự. Có cách nào để đánh phấn mắt sáng cho cái lỗ mũi mình được cao hơn và trông tự nhiên không ạ? Em xin nhấn mạnh là thật tự nhiên à. Thay vì dùng phấn mắt sáng cho nguyên một vùng của mũi hoặc đầu mũi và thân mũi, chúng ta sẽ dùng một cái cọ dẹp tiết chế lại bằng một điểm bên phải của đầu mũi hoặc bên trái tùy chúng ta, và một điểm của thân mũi. Cách này sẽ giúp cho mọi người khi nhìn chúng ta vẫn có độ bắt sáng nhưng không bị nhiều quá và rất là tự nhiên. Hốc mắt em không sâu và mũi em cũng không cao. Có cách nào để tăng điểm đẹp y như là Phạm Văn Băng không ạ? À? Để hốc mũi được cao hơn, được sâu hơn như Phạm Văn Băng rất dễ dàng. Dùng cây cỏ hốc tán một ít vào vùng góc của thân mũi. Lưu ý là phải sử dụng cỏ hốc có thân cao như vậy. Nó sẽ giúp cho cái bột của chúng ta mịn hơn, không bị ranh giới. Tiếp tục sử dụng màu đen thật ít màu đen thôi. Tán thành vòng cung. Chúng ta đã tạo được khóe mũi rất là sâu và tay. Sau khi hoàn thành, dùng tay vuốt nhẹ lại nha. Nhưng mà khi mà em ra chợ, em nhìn thấy có rất là nhiều loại phấn bắt sáng và nhiều màu sắc khác nhau. Anh có thể chỉ em cách nào phân biệt và lựa chọn đúng cho mình không ạ? À? Phấn bắt sáng thông thường có 3 tông chính, đó là ngọc trai, vàng và hồng. Ngọc trai là màu dễ sử dụng và an toàn nhất, sử dụng được cho các màu da luôn. Nó sẽ giúp cho cái da mình trong hơn, nhìn sáng hơn và những điểm cần nâng sẽ rõ ràng hơn. Màu đồng thích hợp cho những bạn da nâu, ngăm và những bạn trang điểm tông tay. Nó sẽ giúp cho lớp makeup của chúng ta được mạnh mẽ hơn. Màu hồng cho những bạn trang điểm tự nhiên, dễ thương xinh xắn và những bạn da trắng. Nó sẽ giúp cho lớp trang điểm chúng ta nhìn nó ngọt ngào hơn. Và những quy tắc đó cũng chỉ là cơ bản thôi. Trong makeup chúng ta có thể thay đổi và phối hoàn toàn theo ý chúng ta. Em cảm ơn những điều anh đã chia sẻ nãy giờ. Bây giờ em sẽ mời anh ba, chị tám, cậu bốn, mợ 10 bấm chia sẻ cho anh nhé. Xin cảm ơn anh. Bye bye.